Dạ, kênh Lê Nguyễn mến chào bà con và các bạn xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Thanh Nguyên giao lưu cái lô thành phẩm ghép bonsai rất là đẹp nha bà con, nhiều màu siêu hoa, một số dòng cẩm thạch rất là đẹp luôn nha. Cho đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với Thanh Nguyên à. Anh chào Nguyên. Dạ anh chào anh Liêm ha. Dạ chào cô chú anh chị đang xem kênh Liêm. Rồi vườn em nay lên lô bonsai tiếp anh chị. Nó rất là đẹp anh chị, đang búp bông như hình ha. Đây, cây thực tế ha anh chị. Rồi, chứ không mất thời gian thì em vô mã số 1. Cây này là cây Red Bia cẩm thạch anh chị. Ở dòng này rất là siêu hoa nha, cái lá lên bông rất là sáng anh chị à. Giống mới ha. Đó, cái lá là cái lá đẹp và lên bông đỏ là sáng lắm nha anh chị. Rồi hoành cổ là 21, cao từ mặt chậu lên là 45 anh chị, tán ngang 50. Cây này đang bắn đọt chuẩn bị cho hoa ha anh chị. Đó, về cô chú anh chị mình có thể mình dưỡng lại khoảng tháng là bông sẽ lên. Đây, có một số cây đã lên bông rồi, có một số nhánh đã lên bông trước rồi. Rồi, mã số 1 giao lưu của chú anh chị giá 450. Đó, 450 cho cây bonsai anh chị. Cụ đế cũng khá đẹp nha. Dạ, 450 là bao ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 1. Rồi, tiếp tục là mã số 2 là một cây Milo Batis cẩm thạch anh chị. Đó, cây này thì bông ra tuột nách cứng luôn. Cái này chưa đầy tháng nữa là nó sẽ gỗ nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi mã số 2. Củ đế nè, quấn nè anh chị ơi. Rất đã luôn ha. Hoành là 26. Cao là 50. Tán là 60 tròn anh chị. Đây mã số 2. Củ đế đẹp ha, lùng lực ha. Đó. Rồi, cây này 500k bao ship anh chị ạ. 500. Dạ, tiếp tục là cây cẩm thạch đỏ lửa. Đây. Đó, một rễ sắn anh chị. Mã số 3. Cẩm thạch đỏ lửa. Hoành là 17. Cao là 55. Tán là 55 luôn. Đang cho bông lai gai anh chị ạ. Đó, đang bắn đọt, bông là bắn tới đâu là bông ra tới đó luôn. Dòng này rất là siêu hoa nha. Mã số 3, 400k anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 4. Hoành là 20. Cao là 50. Tán là 50. Đây. Đang cho bông nha anh chị ơi. Đó, lô này bắt đầu là búp bông búp nụ hết rồi. Quá đẹp luôn. Dạ, mã số 4, 450 anh chị. Rồi, tiếp tục là mã số 5 nè. Mã số 5 anh chị ơi. Mua giết không ăn luôn. Hoành là 19, cao là 55, tàn là 50. Rồi mã số 5 này giao lưu 400k anh chị ạ. 400k cho mã số 5 ha. À. Rồi tiếp tục là mã số 6. Chết rồi, cái gì không ăn này. Hoành là 18, cao là 60, tán ngang là 55. Đây mã số 6 của chú anh chị. À, khá là quái nha. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị giá 470k cho mã số 6 ha. Rồi tiếp theo là lên mã số 7. Hoành là 16 nè. Cao là 60 luôn. Tán ngang là 60. Cẩm thạch đỏ lửa của chú anh chị. Nó đang búp bông búp nụ ha. Mã số 7 giao lưu của chú anh chị giá 450 cho mã số 7. Rồi, đây lên tiếp tục mã số 8 là cây lớn nha. À, lá xanh.
ghép nhiều màu siêu bông. Ủa mã số 8 chứ. Hoành là 19. Cao là 80 tới ngọn luôn. Tàn là 75 anh chị. Cây này có hồng tiết nè, 1 nè. Cáo vàng là 2. Trên đây có trắng tiết là 3. Kayata là 4. Tím tiết là 5. Đỏ lửa là 6 anh chị. Qua đây thì có hồng găng là 7 nè. Red Visa. Red Visa là 8. 8 màu. Rồi, cây này 8 màu. Có Sakura phớt hồng nữa. Chín. Sakura phớt hồng. 9 màu của chú anh chị. Qua cây này thì cũng tình trạng cũng đang búp nụ luôn. Đó. Cái chuẩn chị mình về là lên bông thôi. Về mình chịu khó mình cắt nước là lên bông ha. Đây, mã số 8, cây rất là to anh chị ơi. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị giá 650. Chứ cây số 8, 9 màu ha. Rồi, tiếp tục là cây số 9. Cây này cái đế phải nói là quá đẹp luôn. Hoành là 20. Cao là 55. Tán là 65. Cây này có tím tiết là 1 nè. Đỏ Red Visa là 2 nè. Bên đây có Kayata là 3. Đây, hồng tiết là 4, Sakura phớt hồng là 5, cáo vàng là 6, đỏ lửa là 7 anh chị, hồng găng là 8. 8 màu. Có trắng tiết luôn. Có trắng tiết là 9 màu. Cây này trắng tiết nằm đâu ta? Đây, trắng tiết đây, một bo. Một bo này trắng tiết nha anh chị. 9 màu. Mã số 9, 9 màu. Đó, củ đế nè anh chị ơi. Phải nói quá đẹp, siêu đẹp luôn. Rồi, cây số 9 này cũng giao lưu của chú anh chị giá 650 luôn. Cục luôn nha anh chị. Đây, cục nạc luôn. Ui da. Ui, cái này. Cây này số 10. Cây này thôi, cái củ như con ốc sên luôn. Hoành là 18. Cao là 65. Tán ngang là 65. Cái này hồng tiết là 1 nè anh chị. Đây. Trên đây em có thái vàng nữa là 2. Đây có đỏ lửa là 3, Red Visa là 4, Kayata là 5, tím lửa là 6. Cáo vàng là 7, Sakura phớt hồng là 8. Tím tiết là 9. Nhớ cái này là 10 màu đó. Rồi, 9 màu đi. 9 màu ha anh chị. Chắc ăn. Đây, mã số 10, 9 màu. Cũng quá là đẹp luôn anh chị ơi. Cũ nè. Đó, một rễ mà nó quắn lại một cục luôn nha anh chị, chứ không phải nhiều rễ nó quắn ha, một rễ một à. Đây, mã số 10 giao lưu của chú anh chị giá 750 cho cây số 10. Rồi, tiếp tục là mã số 11. Quá trời, cây này cái bệ nữa. Hoành cổ là 27. Cao là 65. Tán là 65 luôn. Cây này có hồng găng bên đây là 1 nè. Cáo vàng là 2. Sakura phớt hồng là 3. Trắng tiết là 4. Hồng tiết là 5. Tím tiết là 6. Đây, tím tiết dưới đây ra bông nè. 6. Đỏ lửa là 7. Red Visa là 8. Kayata là 9 anh chị. 9 màu. 9 màu ha. Mã số 11. Quá trời cũ nó đã luôn anh chị. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị giá 750 luôn ha. Cho cây mã số 11. Rồi, tiếp tục là mã số 12. Hoành là 22. Cao là 65. Tàn là 70 anh chị ơi. Cây này có thái vàng 1 nè.
tím tiết là 2, trắng tiết là 3. Cái này là tím lửa của Kayata chứ, Kayata là 4 rồi. Red Villa 5 nè, tím tiết bên đây là 6. Sakura phớt hồng là 7. Cáo vàng là 8 và đỏ lửa là 9 anh chị. Đây, cái này cũng có 9 màu luôn. Mã số 12. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị giá 600k. 600k bao ship anh chị. Rồi, tiếp tục là em lên mã số 13. Hoành là 25 nè. Cao là 65. Tán ngang là 65, tròn luôn cô chú anh chị. Cáo vàng dưới đây đi. Cáo vàng là 1 nè. Kayata là 2. Tím lửa là 3. Đỏ lửa đây là 4. Hồng tiết là 5. Này cáo vàng. Trắng tiết là 6. Đây Sakura phớt hồng là 7. Tím tiết trên đây là 8 nè anh chị. Thái vàng đây là 9 ha. Và một màu đỏ lửa nữa. Đỏ lửa nó em tính chưa ta? Chưa. Đỏ lửa nó là 10. Đó, đỏ lửa là 10. Có tím lửa nữa nè. Này để em đếm lại coi ha. Tím lửa nãy có tính rồi, 10 màu anh chị. 10 màu mã số 13. Đó, cây này có form tầng rất đẹp anh chị, tàn thông luôn ha. Đây, mỗi tầng một màu, hai màu rất đẹp. Mã số 13 giao lưu của chú anh chị giá 650 nha. Cho mã 13. Rồi. Tiếp tục em lên mã 14 nè. Cái này cụ đế cũng rất là dữ luôn anh chị. Mã 14. Hoành là 23. Cao là 70. Tàn là 75 anh chị. Quá to luôn. Cáo vàng là 1 nè. Sakura phớt hồng là 2. Tím tiết là 3. Kayata là 4. Red Villa là 5. Đỏ lửa là 6, trắng tiết là 7, thái vàng là 8, tím lửa là 9. 9 màu. 9 màu. Đó, mã số 14, 9 màu của chú anh chị, quá dữ luôn. Rồi, cái này giao lưu 700k anh chị. Cho mã 14 nha. Nào, cụ đế khá to ha. Rồi. Oh yeah. Tiếp theo là mã số 15 anh chị ơi. Hoành là 28. Cao là 70. Tàn là 75. Đây, thái vàng đang ra bông. Đó, 1. Red Villa là 2. Kayata là 3. Cáo vàng đây là 4 anh chị. Tím lửa là 5. Đây, tím lửa ha. Tím tiết là 6. Cáo vàng nè là 7. Trắng tiết là 8. Đỏ lửa. Đỏ lửa là 9. 9 màu. Đó. 9 màu, mã số 15. Giao lưu của chính chị 700k luôn ha. Cho mã 15. Quá đẹp anh chị, đang bông gỡ luôn. Tháng nữa đẹp cực kỳ. Nụ thì cứng nụ rồi. Rồi. Mã 16 anh chị ạ. Hoành là 27. Cao là 80. Bạn đây bo tròn luôn, 80 luôn anh chị. Tím tiết nè, 1 nè. Red đây Kayata là 2. Sakura phớt hồng đây là 3 nè. Đỏ lửa là 4 nè. Tím lửa là 5. Cáo vàng là 6. Trắng tiết là 7. Cái này Red Villa. Red Villa là 8. Cái này thì được 8 màu. Hay chưa? Chưa có tính thái vàng. Nếu tính thái vàng nó 9 màu luôn anh chị. Có đỏ lửa dưới đây nữa nè, 10 màu. Nó tính đỏ lửa này nữa 10 màu nha anh chị. Có tính đỏ lửa chưa ta?
9 tới 10 màu đó anh chị. Sợ nhiều khi em đếm màu nhiều quá cái em quên. Rồi, quá trời cái bể nó đặt anh chị. Bự chờ bá luôn. Rồi, cây này giao lưu 750 anh chị. Rồi. Ôi giời. Tiếp tục là mã 17. Hoành là 24, cao là 75, tán là 60. Kayata nè, 1 nè, Sakura phớt hồng 2 nè, trắng tiết 3 nè, cáo vàng 4 nè, tím lửa 5 nè, đỏ lửa 6 nè, thái vàng 7 nè, red bia 8, tím tiết đúng chưa ta, tím tiết là 9, hồng tiết nó hay gì nè, hồng tiết nó là 10. Bên đây 10 màu anh chị, mã số 17 ha. Rồi cây này giao lưu của chính chị 750 luôn cho cây 17. Đó, cụ đế này anh chị, quá dữ cây này luôn nha, quá đẹp. Rồi tiếp tục là mã 18. Thử cái này để nó trắng sạch. Hoành là 21, cao là 70, tán là 80, trắng tiết nào chị, 1 ha, đỏ lửa đây là 2, đây đỏ lửa là 2 nè, Kayata là 3, Red Pizza là 4, ôi Red Pizza em tính cho ta chưa 4, Sakura phớt hồng là 5, tím tiết là 6 anh chị, cao vàng, cao vàng đây, cao vàng này nè, đó, 7, hồng găng nè, hồng găng anh, hồng găng là 8, 8 màu, từ 8 màu, 8 màu anh chị, mã 18, đó, cái này cũng quá dữ luôn, cái này cũng 750 luôn anh chị, đó, đây, quá đẹp luôn. Rồi mã 19, hoành 23 anh chị, cao 75, tàn là 70. Cây này Kayata là 1 nè, dưới đây có hồng tiết là 2 nè, cáo vàng là 3 nè, tím tiết nè, tím tiết là 4, yes, Red Pizza là 5, Sakura phớt hồng là 6, trắng tiết là 7, đỏ lửa là 8. Cái cho ta cái chưa? Đúng rồi, tím lửa. Tím lửa. Tím lửa là 9. 9 màu anh chị. Mã số 19. Ồ, cái này nè. Quá dữ luôn anh chị ơi. Đó. Dán trực mà cái cũ nè, quá đặc luôn. Rồi cây 19 này giao lưu của chú anh chị giá 750 luôn. Cho mã 19. Rồi, tiếp tục là mã 20. Đây là cẩm thạch đỏ lửa. Hoành là 19. Cao 60. Tán 55. Đỏ lửa cẩm thạch anh chị. Đang búp bông búp nụ quá dữ luôn nha. Rồi, mã 20 này giao lưu 450 anh chị. Đó. Tiếp tục là mã 21. Trời, cái này nó quái nè. Đó, đây là anh chị. Quỳnh cổ là 18 ha. Cao là 55. Tàn là 50. Cẩm thạch đỏ lửa cây quái anh chị, một ghế. Một ghế uống lượng nha, không có nhiều ghế nha. Đó, có một ghế duy nhất thôi. Rất đẹp, rất quái luôn. Rồi, mã 21 giao lưu 400. Rồi, tiếp tục là mã 22. Cẩm thạch đỏ lửa. Cẩm thạch đỏ lửa anh chị, 21 hoành. Cao 55. Tàn là 55. Đó, đỏ lửa ha. Đang búp ha. Quá trời đậm, đậm thực nách nè.
Đâm này là bông không nha anh chị, mã 22 ha. Rồi, cây này giao lưu của chị trị giá mình 450 luôn. Rồi, tiếp tục là 23. Đây, cẩm thạch đỏ lửa luôn anh chị. Hoành là 18, cao là 55, tàn 55 luôn. Đó. Rồi, cây 23 này cũng 450 luôn anh chị. Bao ship ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyên nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.